thiết thực chào mừng kỷ niệm 78 năm ngày truyền thống ngành thể dục thể thao Việt Nam và ngày Bác Hồ viết bài Thể dục và sức khỏe, kêu gọi đồng bào tập thể dục 27 tháng 3 năm 1946, 27 tháng 3 năm 2024. Sáng qua, Ủy ban Nhân dân thị trấn Định Quán đã tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2024. Theo đó, trên 500 cán bộ, đoàn viên, hội viên và học sinh trên địa bàn đã tham gia chạy diễu hành hơn 1 km dọc tuyến đường nội ô của thị trấn. Đây là một trong những hoạt động thể dục thể thao thiết thực, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần tạo thói quen tập luyện thể dục thể thao thường xuyên cho mọi người, nâng cao nhận thức về vai trò, ý nghĩa, tác dụng của thể dục thể thao đối với việc giữ gìn, nâng cao sức khỏe, thể lực của nhân dân. Đồng thời kêu gọi cán bộ, công nhân viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên cùng các em học sinh và nhân dân trên địa bàn tích cực rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, gắn với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.